Nhiều gia đình trồng rau năm nay đã có một cái Tết vui đúng nghĩa, bởi vụ rau đông xuân vừa rồi có thể nói là một mùa bội thu với những vựa rau phục vụ Tết ở Quỳnh Lưu và Nam Đàn. Rau được mùa được cả giá, một phần là do may mắn vì mưa thuận gió hòa, nhưng trên thực tế đó là bề dày kinh nghiệm của người chuyên canh rau khi chủ động thâm canh gối vụ né tránh được sự khắc nghiệt của thời tiết để cho những lứa rau bội thu. Sau Tết Nguyên đán Bính Thân, bà con nông dân xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đang thu hoạch nốt những luống rau xanh còn lại để bán với giá cao. Nhiều người khẳng định, chưa có năm nào rau xanh tiêu thụ nhanh và có giá cao như vụ đông xuân này. Chỉ với một sào su hào đã đem về nguồn thu cho hộ trồng rau từ 20 đến 25 triệu đồng, gấp nhiều lần những năm trước đây. Người dân Nam Yên mà tới đây chủ yếu là măn rau mèo là trồng rau trồng đồ trồng ca. Còn ấy là cũng có cái đợt rét này rồi măn đây cũng nhưng mà được cái giá cả ăn cáo rồi lên vẫn thu hoạch vẫn có thẳng lời hơn các năm. Vựa rau xanh lớn nhất tỉnh gồm các xã Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng nằm ở khu vực bãi ngang của huyện Quỳnh Lưu. Hơn 700 hectare chuyên canh hàng chục loại rau xanh như su hào, bắp cải, súp lơ, cải song, cải sen, cà chua, hành, tỏi. Hàng năm, sản lượng cùng các loại rau xanh sản xuất tại khu vực này đủ cung cấp cho người tiêu dùng nhiều tỉnh, từ Huế ra đến Thanh Hóa. Trước Tết Nguyên đán Bính Thân, phần lớn rau xanh đã được các tư thương từ khu vực phía Bắc vào tận trên ruộng thu mua để chuyển ra khu vực phía Bắc với giá rất cao. Mọi năm á thì bình thường á thì được con triệu à, 1 triệu một sào á, bởi vì nó rẻ. Còn năm nay là một sào nếu mà được mùa được 10 triệu. Của nhà lại gọi là được 60-70 triệu. Là gặp được cà với thì cái cân đấy tà cái bắp chua thôi, 15.000 ký. Cái bắp súp lơ thì 10.000 cây. Cũng kể to kể nhỏ. Trong cái rủi có cái may, đợt rét đậm rét hại nhiều ngày trước Tết Nguyên đán gần như xóa sổ diện tích sản xuất rau màu ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Hơn nữa, thời điểm này lại đúng ngay những ngày cận Tết Bính Thân nên nhu cầu sử dụng rau xanh tăng cao. Có thể nói vụ đông xuân năm 2015-2016 là vụ sản xuất giành nhiều thắng lợi, giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích tăng lên gấp nhiều lần, nhất là đối với các xã sản xuất chuyên canh rau màu hàng hóa tại huyện Nam Đàn và huyện Quỳnh Lưu. Mỗi xã có từ 150 đến 250 hectare sản xuất rau hàng hóa. Bình quân mỗi hectare đạt từ 300 đến 400 triệu đồng một vụ. Đây là nhờ sự năng động, nhạy bén của người nông dân trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa nhiều giống rau mới, chống chịu sâu bệnh, giá rét vào trồng theo hướng luân canh gối vụ nhằm đa dạng hóa các loại rau màu. Sau đợt rét đậm, rét hại kéo dài vừa qua đã cho bà con thêm một bài học kinh nghiệm trong sản xuất rau vụ đông. Cái chúng là cái thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhắn là mở rộng cái diện tích, đặc biệt là cái su hào, bắp cải, rồi xà lách và súp lơ, bốn cái loài rau này nó thích ứng tốt với cái thời tiết rét đậm, cho nên vào cái dịp trước Tết và sau Tết thì nhắn năm anh thu hoạch các cái loài rau này rất là phấn khởi, rất được giá. Trên cơ sở là cái bố trí cơ cấu cái mùa vụ gieo trồng rồi trong từng năm, và nhân dân thì thường là tính toán cái thời vụ để rồi tập trung rau cho cái Tết. Đương nhiên thì nếu như mà thời tiết mà nó rét để mình chủ động thì có thể là tính toán để rồi bố trí cái thời vụ nó sớm hơn một chút để rồi đảm bảo trong đến cái dịp Tết để có rau để bán cung cấp cho thị trường. Qua thực tế thời tiết khắc nghiệt như năm nay, người nông dân trồng rau ở Nghệ An thắng lợi. Bên cạnh yếu tố may rủi, còn phải nói đến kinh nghiệm trong sản xuất, cũng như quy trình kỹ thuật sản xuất được bà con tuân thủ nghiêm ngặt. Vì vậy, nhiều nơi rau chết, nhiều tỉnh khan hiếm rau xanh, nhưng ở Nam Đàn, Quỳnh Lưu vẫn đủ các loại rau xanh cung cấp cho cả thị trường. Đây là bài học kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp cần được chất lọc để áp dụng cho những mùa rau đông xuân của những năm tiếp theo. Yếu tố thời vụ cũng như là bố trí cơ cấu giống cũng là một cái nội dung rất là quan trọng. Nó liên quan đến rau của vụ đông thì nó phải chọn những cái đối tượng cây rau mà nó chịu lạnh. Thứ hai nữa là mình bố trí cái trà rau thì để thu hoạch vào cái dịp trước trong sau Tết, thì đây là một cái dịp mà cái nhu cầu
sử dụng rau là lớn. Thứ ba nữa là các biện pháp thâm canh về chăm sóc. Tức là đối với những thời tiết lạnh thì cái việc mà chăm sóc nó để rau nó nhiều đạm để rau nó non thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Được mùa, được giá, đó là mong muốn lớn nhất của người trồng rau. Tuy nhiên, việc cơ cấu mùa vụ cũng như ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là rất cần thiết, đặc biệt quan trọng để ứng phó với những thay đổi thất thường và khắc nghiệt của thời tiết. Bên cạnh đó, cần đa dạng các mặt hàng rau xanh đảm bảo cung cấp cho thị trường sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chắc chắn thu nhập của người nông dân sẽ ổn định và tăng cao.